động tác chưa đến mục tiêu, rất mẫu mực, đổi wow. Thành công. Wow, ôi, có gì để mà nói đâu, Kỷ hoàn toàn tự hào với mục tiêu. Nòng súng Karate nhấp nhả, lần này thì cũng đã là người lộ đầu. Ra mít đến từ Garuti rồi, chủ động ôm chân tháp bắt mít luôn, nhưng đây là hai người. Garuti, ba mạng đến cho Garuti, quá ghê gớm. Không thấy gì cả, nhảy xuống sẽ rất nguy hiểm. Montuco bắt tốt, quăng vượt cứu cho Mon, và round đấu này sẽ kết thúc rồi. Kỷ là người cuối cùng, nó sẽ không qua được Mon đâu. Kìa, bắn rất tốt đến từ Montuco. Double kill là có mang tính kill không, nó có đốt luôn. Over thành công đến từ Jerry, xong rồi. Là tắt đi hiệu ứng bốc lửa, đừng để bốc như làm năm nha. Gà đầu tiên gọi cả Jerry cuối ba mạng ở đấy. Top 4 làm trôi là chắc chắn, top 5 chắc làm trôi luôn rồi. Ui, Bảo Tín làm phải nói là gọi hết tại mít như thế này. Ui, Ice Cube có mạng của đây đang đã gục, đắp bộ kill dành cho Ice Cube. Ui, không dễ thế. Không phải mò vào trong khu điều khiển mà đó là chi tiết bắt được chúng ta thành công. Ice Cube đang kiếm trận chiến đó rồi. Bắn trượt của Ice Cube bây giờ chúng đã lùi về phía nhỏ. Repick không thành công. Vietiel 53 máu còn lại nửa đời. Lộ thông tin ra nhưng vị trí của nó là chỉ còn 20 máu rồi mà nó sẽ là tình huống xử lý thành công của Vietiel. Ice Cube có vẻ như là sắp có mạng. Đúng là như vậy, đám mồ đã bị bắt trên. Đầu tiên, Ice Cube chờ nhấp nhả, không thể qua mắt được anh chàng Ice Cube. Double kill cho Ice Cube, vượt khó thành công. Cái đầu xuống đến đây cũng lên, một số lượng tiếp theo một số lượng. Cuối đầu, đó là vị trí Tiel lên tiếng với hai mạng của mình.